Lưu Trọng Lư là một trong những tên tuổi tiêu biểu của phong trào thơ mới vào thập kỷ 30-40 của thế kỷ trước. Có một câu chuyện thế này. Cô nữ sinh Phùng Thị Cúc, hoa khôi của trường nữ sinh Đồng Khánh, với gương mặt kiều diễm, đôi mắt đẹp và nụ cười có má lúm đồng tiền, đón tàu từ Huế ra Hà Nội để theo học trường Thăng Long. Cô được chị mình gửi gắm cho một người bạn dẫn đi, một chàng thi sĩ trẻ tuổi mang tên Lưu Trọng Lư. Trong chuyến tàu ấy, cả hai không nói nhiều với nhau. Cô nữ sinh xứ Huế lo lắng nhìn ra khung cảnh trôi theo đoàn tàu, không biết rằng hình ảnh của cô dần in sâu vào tâm tưởng nhà thơ trẻ. Đưa cô Cúc về tận nơi ở trọ trên Hà Nội, Lưu Trọng Lư vô tình gặp người quen là nhà thơ Phạm Hầu, lúc đó đang học trường cao đẳng mỹ thuật ở Hà Nội. Khi lên gác nhà bạn chơi, vừa bước vào căn phòng và mở cửa sổ ra, Lưu Trọng Lư lại nhìn thấy hình ảnh nàng thơ xứ Huế xinh đẹp mà ông vừa chia tay ít phút trước đó, đang ở bên khung cửa sổ của căn phòng đối diện. Chàng trai trẻ lập tức ngỏ ý được ở trọ chung phòng với người bạn Phạm Hầu. Suốt mùa đông năm đó, Hà Nội giá lạnh như được sưởi ấm bởi một thứ tình cảm thầm lặng, trong sáng và mơ mộng, với cửa sổ hai phòng ít khi nào đóng lại, với ánh mắt hai bên thường nhìn nhau thật lâu nhưng không thổ lộ điều gì. Một mùa đông. Đôi mắt em lặng buồn, nhìn thôi mà chẳng nói, tình đôi ta vời vợi, có nói cũng không cùng. Yêu hết một mùa đông, không một lần đã nói, nhìn nhau buồn vời vợi, có nói cũng không cùng. Trời hết một mùa đông, gió bên thềm thổi mãi, qua rồi mùa ân ái, đàn sếu đã sang sông. Em ngồi trong song cửa, anh đứng giữa tường hoa, nhìn nhau mà lệ ứa, một ngày một cách xa. Đây là dải ngân hà, anh là chim ô thước, sẽ bắt cầu nguyện ước một đêm một lần qua. Để mặc anh đau khổ, ái ân giờ tận số, khép chặt đôi cánh sông, khép cả một tấm lòng. Dù là yêu đến mấy, sâu đậm đến mấy, nhà thơ vẫn không dám cất lời tình tự với cô Cúc. Với ông, cô vẫn là một điều gì đó xa vời, dù gần ngay trước mặt. Em là gái trong khung cửa, anh là mây bốn phương trời. Anh theo cánh gió chơi vơi, em vẫn nằm trong nhung lụa. Em chỉ là người em gái thôi, người em sầu mộng của muôn đời. Tình em như tuyết giăng đầu núi, vằn vặc muôn thu nét tuyệt vời. Ai bảo em là giai nhân, cho đời anh đau khổ? Ai bảo em ngồi bên cửa sổ, cho vướng víu nợ thi nhân? Ai bảo em là giai nhân, cho lệ tràn đêm xuân, cho tình tràn trước ngõ, cho mộng tràn gối chăn? Cứ thế, thời gian chậm rãi trôi qua. Có đôi lần, họ xích đến gần bên nhau hơn. Cô sinh viên người Huế và chàng trai khởi xướng phong trào thơ mới. Có một dịp gặp gỡ cùng nhóm bạn, hai người đã đi chơi ở chùa Thầy. Giữa rừng núi, giữa không gian mênh mông của trời và đất, họ cùng đi bên nhau, cùng tận hưởng một tình cảm không nói nên lời. Đến trưa, cả nhóm mới trở lại sân chùa cùng ăn trưa. Cô Cúc uống vài ly rượu nho, đôi má ửng hồng và cặp môi nhuốm màu nho chín rơi trên trán vài lọn tóc đen nhánh. Ngày một, ngày hai cách biệt nhau, chẳng được cùng em kê gối sầu, khóc chuyện thế gian cười ngặt nghẽo, cùng cười những chuyện thế gian đau. Ngày hôm tiễn biệt buồn say đắm, em vẫn đùa nô uống rượu say, em có biết đâu đời vắng lạnh, lạnh buồn như ngọn gió heo may.
môi em đượm sặc mùi nho tươi, đôi má em hồng chấm nụ cười, đôi mắt em say màu sáng lạng, trán em để lỏng làn tóc rơi. Tuy môi em uống lòng anh say, lời em càng nói càng chua cay, anh muốn van em đừng nói nữa, lệ buồn sẽ nhỏ trong đêm nay. Câu chuyện tình dang dở của họ đúng chỉ dừng lại ở đó, dừng lại khi mùa đông đã hết và mãi mãi không thể trở thành một đôi. Sau này, bà Phùng Thị Cúc tốt nghiệp nha khoa tại trường Đại học Y khoa Hà Nội, khóa đầu tiên của nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào năm 1946. Năm 48, bà bị bệnh và sang Pháp điều trị, rồi ở lại học tập, nghiên cứu. Đến năm 33 tuổi thì kết hôn với người đồng nghiệp, đồng hương là Nguyễn Phúc Bửu Điềm, cũng là cháu bốn đời của ông Hoàng Tuy Lý Vương, một thi sĩ nổi tiếng thời Tử Đức. Từ đó, bà đổi tên thành Điềm Phùng Thị. Đến ngoài 40 tuổi, Điềm Phùng Thị đến với nghệ thuật điêu khắc. Vào năm 46 tuổi, bà có cuộc triển lãm đầu tiên và được công chúng Pháp chào đón nồng hậu. 36 tác phẩm của bà được đặt khắp lãnh thổ nước Pháp. Và tên tuổi của bà cũng nổi danh khắp cựu đại lục, được bầu là viện sĩ thông tấn Viện Hàn Lâm Khoa học, Văn học và Nghệ thuật châu Âu. Mãi đến năm 1975, bà mới có dịp gặp lại Lưu Trọng Lư. Lúc đó, Phùng Thị Cúc từ Paris về Hà Nội. Người em gái bé bỏng ngây thơ hôm nào đã là bà Điềm Phùng Thị, một điêu khắc gia nổi tiếng thế giới. Những năm cuối đời, bà quay về sống ở quê hương và mất ở Huế năm 2002. Lưu Trọng Lư cũng mất vào năm 1991. Hãy xếp lại muôn vàng ân ái, đừng trách nhau, đừng ái ngại nhau. Thuyền yêu không ghé bến sầu, như đêm thiếu phụ bên lầu không trăng. Hãy như chiếc sao băng băng mãi, để lòng buồn, buồn mãi không thôi. Hoài Thanh trong cuốn Thi Nhân Việt Nam viết về Lưu Trọng Lư: tôi biết có kẻ trách Lư cẩu thả, lười biếng, không biết chọn chữ, không chịu khó gọt rũa câu thơ. Nhưng Lư có làm thơ đâu. Lư chỉ để lòng mình tràn lan trên mặt giấy. Tình đã gửi trong lời thơ. Lư không còn đoái hoài đến nữa. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bài thơ Một Mùa Đông, cũng như câu chuyện của Lưu Trọng Lư và nữ điêu khắc gia Điềm Phùng Thị. Hy vọng các bạn yêu thích Góc Nhỏ Văn Thơ và hãy để lại cho mình những nhận xét, những lời nhắn trong phần review của Apple Podcast hoặc trực tiếp trong đường link ở miêu tả mỗi tập. Hẹn gặp lại các bạn trong một bài thơ khác, một truyện ngắn khác của Góc Nhỏ Văn Thơ.